Bé gái này đang đứng ở một ngã tư đường, vừa bán vé số vừa xin tiền. Nhiệt độ lúc này lên đến 40 độ C. Theo mình tìm hiểu được thì bé đang kiếm cách xin tiền để về lo thực phẩm cho bầy em. Hơn nữa thì mẹ của bé cách đây vài tháng trước đã rơi vào cái cảnh nợ nần vì thất nghiệp. Gần đây thì giang hồ đã dí cả gia đình, thậm chí là giật hết toàn bộ vé số của người mẹ. Hiểu chuyện, bé đã lén lút ra và phụ mẹ bằng cách là bán vé số và xin tiền. Con xin mấy cô chú cho con tiền đi. Em không mua đồ ăn, con với em với mẹ không ăn. Cái xuống cho con 2.000, 5.000. Con á, mẹ con thiếu nợ quá nhiều rồi. Cho nên con đi xin. Con cũng lúc xin 100, lúc xin 50 nữa. Mà con xin nhiêu con đem về nhà cho mẹ con hết trơn à. Chứ em con thì nó ăn cơm xong rồi à. Có nhiều khi nó hỏi, ủa sao chị ba không kêu mẹ mua đồ ăn ăn đi đấy. Hôm qua chị nói gọi sao con không nghe vậy. Có nhiều khi nửa đêm thì con ngủ với con giật mình nức dậy với cái mấy mẹ ngồi đó khóc. Cái ba nói à, mày ngồi làm như mày khóc hoài vậy. Nhưng cái mẹ con im ru rồi mẹ con nằm xuống ngủ luôn. Ba con thì nhậu say xỉn, ba con không có lo cái gì. Hơn 12 giờ trưa nhưng mà mình tình cờ mình bắt gặp lại một cô bé mà con của chị Diệu á. Hôm trước là mình cũng đã từng phát hiện ra hình ảnh của bé đang quỳ gối để xin tiền rồi. Thời tiết 12 giờ trưa rất là nhiều người đang ngủ nghỉ thì bé nó lại đứng ở một ngã tư để xin tiền. Đây này cho mọi người xem cái không khí đây, rồi có một anh trai đang mua. Thấy đại chúng ta. Mỗi đợt đèn đỏ sẽ là một cơ hội cho một cô bé như vậy. Ở cái tuổi này thì đáng lẽ ra trưa nắng sẽ được ngủ nghỉ thoải mái, nhưng mà bây giờ bé nó lại như vậy. Đây, mình đang băng qua đường để gặp cô bé này. Chào con nha. Con bán vé số hả? Dạ. Bình thường thì con bán vé số mấy bữa trước hôm nay con còn bao nhiêu tờ trên tay á? Dạ hôm nay nãy cũng còn 15 vé. Thôi vô trong này chú nói chuyện xíu rồi mua ủng hộ cho con nha. Ngồi xuống đi cho nó đỡ mệt. Buổi trưa mà con đứng nắng vậy con mệt không? Dạ không, tại con đi bán ngoài. Con bán quen rồi. Bây giờ là 12 giờ trưa, thường thường á giờ này là người ta sẽ ngủ nghỉ. Con đi nắng vậy con có thấy nó có mệt với con không? Dạ con thấy nó buồn ngủ, cái nó hơi trời mình đi bán mình cái tiền mua sữa em mình uống mà. Bình thường á chắc là lẽ qua góc bên kia đi ha. Ở đây nó hơi hơi ồn á. Mình qua bên nhà bên kia nói chuyện ha, hai con. Chú dẫn con qua. Con băng qua đường được không? Dạ được. Chú thấy con mặt mày giờ đang lem luốc nè. Chắc là sáng giờ đi bán cực lắm hả? Bán từ lúc mấy giờ tới mấy giờ là con về? Con bán từ lúc 6 giờ tới mà tới trưa con mới về lắm. Có nhiều khi chiều con mới về, gần số số đâu con mới về á. Hay con còn vé số nhất trơn. Hôm qua con còn vé số nhất trơn. Mỗi ngày con bán bao nhiêu tờ? Dạ 60 vé. 60 vé. Tay chân lấm lem mất rồi. Sáng giờ ăn uống gì chưa? Dạ chưa. Hồi nãy con cũng về nhà cũng ăn miếng cơm rồi. Hôm nay là nhà con làm cơm gì? Dạ nhà con cũng ăn cơm không vậy đó. Ăn cơm xong á, cái chai cái ngoài kia cho cơm tờ hiện á. Con xin đọc về nhà con với em con ra ăn. Xin cơm từ thiện về ăn luôn. Vậy là cơm không thôi. Có chan nước mắm nước tương gì không con? Dạ hồi bữa trước kia thì hết trơn nước mắm rồi, hết trơn mắm tương rồi. Mày nợ con ấy
ăn cơm xong vậy đó, cái mình nội cũng cũng qua mua chút xíu rồi ăn mình nội cho. Bé này thì xin chia sẻ với mọi người như thế này nè, là bé là hôm trước mình có gặp ở trong cái căn nhà của bé, thì hôm nay thì tình cờ ra đường gặp bé nữa. Bé đang bán vé số, nghe đâu bà con ở đây chia sẻ là có lúc thì bé lại đi xin tiền, xin ăn. Con có thể kể cho mọi người biết là tại sao con đi xin ăn mà con không bán vé số? Dạ tại vì á, con á, mẹ con hiến nợ quá nhiều rồi, cho nên con đi xin. Con cũng lúc xin 100, lúc xin 50 nữa. Mà con xin nhiều con đem về nhà cho mẹ con hết trơn à. Vì sao mẹ con thiếu nợ con biết không? Dạ tại vì thằng anh con mắc vé số quá à. Cái mẹ con á, bà đi mượn tiền, bà đi mượn tiền á, bà mượn nhóc quá trơn á, cái giờ bà không biết trả nợ làm sao nữa. Mượn nhóc hả chứ? Chỉ nên con đang xanh đỏ con ngồi đó con xin tiền. Như nãy con ở ngã tư đó con xin bằng cách nào? Dạ, con xin mấy cô chú cho con tiền đi, nhận con mua đồ ăn con với em với mẹ con ăn, cái xuống cho con 2.000, 5.000. Khi nãy là chú thấy con không có xin mà con đứng ở trong góc ngã tư đường á, con chờ người ta đi ngang dừng đèn đỏ để người ta mua vé số con. Dạ. Vậy thì sao con không kết hợp cái việc vừa bán vé số cũng vừa xin tiền người ta luôn? Dạ tại vì á, con bán vé số rồi con xin tiền nên người ta nói á, dạ giỏi bán số còn xin tiền nữa làm chi, xin tiền làm gì xin. Mày bán số đi chứ mày xin tiền làm gì, có nhiều người nói vậy luôn. Rồi lúc đó con trả lời mọi người sao? Con nói tại vì mẹ con nói nợ quá nhiều, con phải vừa xin con phải vừa bán là con trả tiền mà con trả nợ. Rồi người ta có trả lời gì với con không? Dạ không, ta bỏ đi rồi. Người ta có tin là con nói mẹ con thiếu nợ là người ta có tin không? Dạ không, con nói chị cô chú không tin, con dẫn cô chú vô nhà cho cô chú hỏi mẹ con nha. Cái nó vô nhà, con dẫn vô nhà cái cơ. Cái giờ bà hỏi mẹ con có hiếm nợ không, mẹ con nói có, bà mới tin. Vừa bán vừa xin thì người ta cũng tin. Như vậy là con bán hết số rồi, rồi dành cái thời gian buổi khác con mới xin tiền đúng không? Dạ. Ba con đâu mà sao con lại đi xin tiền như vậy? Dạ ba con thì nhậu say xỉn, ba con không có lo, có nhiều khi ba con đi lắm mà được vài chục ngàn với ba con đem về nhà cho mẹ con. Công việc của ba con là làm cái gì? Nhà lạnh nấm ma, lạnh đậu tì á, ai kêu gì làm đấy á. Nhà con thì tổng cộng hiện giờ là bao nhiêu anh em hết? Nhà mẹ con đẻ 6 người anh em. Con là người thứ mấy trong nhà? Con là người thứ ba. Con là người thứ ba. Vậy ai là người lớn nhất? Dạ, anh hai con. Anh con bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Anh con 12 tuổi. Anh con đi làm hay là đi học? Con đi bán vé số với anh con gì. Ồ, vậy là hiện giờ là con với anh con là trụ cột, mẹ con thì lo chăm em. Còn ba? Còn ba đi làm năm ba rồi. Giờ ba con để cho ông ta, nên ba con đem tiền về nhà. Có nhiều khi không có tiền mà còn say xỉn. Có về có đánh mẹ không? Có, con đó. Ba mà đánh bại là lần báo con mang bắt bà nghe, cái ông không có đánh ba nữa. Nhưng mà có bè có chửi bới gì không? Dạ cũng chửi bà mà cái gì con mất đi bán thì con không có nhà. Anh con mà coi nó có nhà là nó chửi ba con luôn á. Chú thấy con á, mới kể là hôm nay con ăn cơm với nước mắm đúng không? Ăn cơm không? Vậy hôm qua con ăn cơm với gì? Hôm qua nội con muốn mua cho con một miếng cá con ăn, con với em con ăn. Rồi mấy hôm trước? Mấy hôm trước con ăn cơm với tường á, cơm không với tường. Giờ con thèm ăn gì? Giờ con muốn cơm xong hoài rồi, tại vì con lấy dành tiền những cho mẹ ăn trái nợ hết. Ăn cơm xong rồi sức khỏe đâu đi bán vé số. Dạ có nhiều khi con ra đèn xanh đỏ con thấy gì nè, cái con sẽ xuống ta cho con tiền. Người ta cho con tiền? Rồi con làm cái gì? Tiền đó con làm cái gì? Rồi đem về nhà cho mẹ con trả nợ. Con biết là mẹ con nợ hết bao nhiêu tiền không? Dạ không. Không biết luôn. Rồi con làm con xin vậy bao lâu, bao nhiêu năm nữa là con sẽ hết nợ cho mẹ? Dạ con xin phải mười mấy năm nữa con mới con được tiền cho mẹ. Mẹ nói
còn nợ thì con hỏi con xin mẹ lấy hết nợ gì không? Ui trời ơi. Hồi mới có 9 tuổi à mà hiểu chuyện ghê. Vậy thì mấy bữa con thì con ăn cơm với ăn cơm không thì được rồi không sao. Nhưng mà mấy đứa em con nó còn nhỏ, có đứa 2 tuổi, 3 tuổi gì đó lấp nhóc như vậy. Làm sao mà con em con ăn được? Nó ăn cơm với nước tương. Hả? Ăn cơm với nước tương, tương như ăn con vậy đó. Rồi nó có nói gì không? Không. Nó nói, ủa chị ba sao không kêu mẹ mua đồ ăn ăn đi nãy. Mẹ thấy nợ quá mà mua đồ ăn ăn cái gì mẹ cho nợ hết đi. Rồi mẹ đi làm mẹ mua đồ ăn về nhà cho ăn. Nó cũng nghe lời con cũng ăn cơm công hoài vậy. Nghe lời dữ trời. Em con nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi? Dạ nhỏ nhất là 3 tuổi. Nhỏ nhất là 3 tuổi. Điều gì mà con thấy con thương mấy đứa em con nhất? Dạ cái gì mấy đứa em con thì nó ăn cơm công rồi à. Có nhiều khi nó hỏi, ủa sao chị ba không kêu mẹ mua đồ ăn ăn đi đấy. Hôm qua chị nói gọi đó, sao con không nghe vậy? Để mẹ còn nợ gì chứ nói sao mẹ hiếu nợ nhiều với ta. Mua sữa cho mấy con uống đó. Chứ hôm nay con làm mất vé số nè. Rồi gì chứ nên mẹ mượn tiền. Vậy thì con trả lời với mấy em như vậy mẹ có nói gì không? Con mẹ con yên luôn. Con hổm giờ con thấy mẹ khóc không? Không, có nhiều khi nửa đêm thì con ngủ. Con ngủ với con giật mình nức dậy với cái mấy mẹ ngồi đó khóc. Cái ba nói à, mày ngồi làm như mày khóc hoài vậy. Nếu cái mẹ con yêu ngu rồi mẹ con nằm xuống ngủ luôn. Tại mẹ con sợ ba con chịu dắt phi á. Chú thấy là ba con ít quan tâm với mấy anh em tụi con quá à. Rồi con có thương mẹ không? Dạ không. Con có thương mẹ không? Ừ. Nhà con là con thương ai nhất? Dạ thương mẹ nhất. Thương mẹ con nhất. Rồi mấy bữa con đi bán vé số đi ngang qua trường học rồi con thấy mấy bạn được đi học rồi con có buồn con không? Mấy bạn đi học nói mẹ gắn mất tiền mẹ cho con đi học dưới đi. Cái mẹ nói chưa có đủ tiền đâu, tiền học mắc lắm. Khi nào mẹ có tiền thì mẹ mới cho con đi học. Con cũng không biết nữa, mẹ không nói gì đó. Mẹ con thiếu nợ nhiều như thế đó, con có khi nào con thấy người ta lại tới phòng mẹ của con người ta đòi nợ không? Không, mẹ con đi bán ngoài nhà tư hồi nãy đó là người ta móc túi người ta lục xét rồi. Bây giờ con bán anh con bán vé số, con đi bán vé số, sắp tới là sẽ có em con đi bán vé số nữa. Con nghĩ điều đó không? Con nghĩ chắc lớn lên rồi mẹ sẽ cho tiền em đi học rồi sao mình vậy mẹ không cho mình đi học đi trời. Lớn lên mẹ sẽ cho đàn em con đi học. Nhưng riêng con thì con lại không được đi học, đúng không? Sao con lại nghĩ điều đó? Tại con thấy mấy đứa em còn nhỏ, tại là mẹ thương mấy đứa em con nhiều nhất. Còn con, mẹ không thương hả? Không, tại con cũng thương mà mẹ con mà nằm tới mẹ con, mẹ con nói nằm tới con chi giờ được nợ anh chết mà mấy đứa em con sắp để mẹ con được. Sao vậy ta? Là hiện tại bây giờ mẹ con của bé này là đang ở phòng trọ hả không? Đúng rồi. Rồi chắc có lẽ là mình trò chuyện với bé một xíu rồi đưa bé về nhà để gặp mẹ để hỏi rõ hơn cái sự tình như thế nào hả anh? Cho chú hỏi thêm một cái điều nữa là ban ngày á thì con đi bán vé số, ban đêm á thì con mới đi anh xin. Anh con còn nhóc vé số. Đúng không? Anh con hả? Anh con đó hả? Rồi anh trai, con trai, lại đây con. Đây là anh hai của bé này. Anh con tên gì? Dạ anh con tên Cu Đen. Cu Đen hả? Trong huyện thì anh con tên Thành. Rồi con đi bán vé số khu nào? Dạ mấy vòng khu này thôi. Mỗi ngày là con bán bao nhiêu tờ? Dạ 120. 120. Rồi bây giờ con trên tay còn bao nhiêu rồi? Dạ còn hai mấy vé. Hai mấy vé. Rồi anh thì bán 120 còn nị thì bán 60 là hai anh em là 180 hả? Dạ. Là được lời được bao nhiêu tiền? Dạ 180 ngàn. Chú nghe em con kể là em con đi xin tiền nữa. Con có đi xin không? Dạ đó thì có, còn bây giờ con chỉ đi bán thôi. Vì sao con nghỉ đi xin rồi? Dạ tại vì con ở đó đi xin là con có đi bán, bây giờ mẹ con có tiền
rảnh số thì con đi bán, con đi bán cho em con đi làm. Mấy bữa mà con đi bán, con gặp em con đi xin thì con cảm giác như nào? Dạ, con thấy em con đẹp. Buổi tối thì em hay làm gì? Dạ, em đi hay đi bán, đi xin. Con có thấy em bị người ta chửi lần nào chưa? Dạ, có lần hai lần rồi, con lại con nói với người ta là em đi xin đừng có la con, rồi con xin lỗi. Hồi đó sao con kể cho chú nghe thử đi. Dạ. Hồi đó em con đi xin sao mà người ta chửi á? Dạ, có nghĩa là em con dắt đứa nhỏ đi xin á anh, cái đầu cái bức bông người ta, cái đầu người ta la, người ta chửi. Người ta la nội dung gì? Dạ, có nghĩa là người ta lại người ta tán đầu á, người ta kêu là đừng có quậy, cái người ta chửi nó, cái em lại xin lỗi người ta, dạ nó đi. Rồi lúc đó con khóc không? Dạ có. Sao con khóc? Con đau hay là con buồn? Dạ, tại vì con thấy là bà đó có quýnh em con nữa. Và em con khóc không? Em con có khóc, mà em con thấy anh hai lại cái em con là anh hai con. Rồi thì hôm nay chú ghé, chú tình cờ gặp hai đứa. Thì bây giờ chú về nhà, chung hai đứa về nhà gặp mẹ một xíu nha. Chú cũng hy vọng rằng là gia đình nhà con hết nợ, ha. Rồi, nị nè, cu đen nè. Cu đen là lớn nhất. Rồi tới Bí Nị. Rồi tới ai nữa? Con kể tên mấy đứa em con. Dạ, tới Bi Năng. Bi Năng. Tên gì tên hay vậy? Dạ. Bi Năng à. Bi Năng nghĩa là gì? Dạ mẹ con đi đặt tên cho nó vậy. Rồi ai nữa? Dạ Bi Nem. Bi Nem. Dạ. Rồi tên gì nữa? Dạ Xí Muội. Xí Muội. Rồi gì nữa? Dạ Cà Na. Cà Na. Ủa sao tên toàn là món ăn không vậy? Cà Na Xí Muội. Rồi hai anh em bán vậy là có chưa địa bàn bán không? Dạ con đi bán vòng đây là con ít cứ vô nhà đó, anh em con ăn gần. Con đi bán hết rồi em con mới vô nhà còn... Rồi bây giờ về nhà ha. Rồi chút nữa chú mua tiếp một phần được không? Bây giờ hai đứa cứ bán lai gai dài về nha, nhà con gần đây đúng không? Dạ giờ con mới đi bán thì con đổ xuống con làm tiếp cô mới vừa làm tiếp đồ rồi. Con phụ bán tiệm hay sao? Dạ không phải, có nghĩa là cô đó kêu con tiếp rồi cô cho con tiền chút xíu con bán quán nhanh rồi con xuống dưới. Vậy con đi xuống đó ha. Dạ. Để cho chú với Bi Nị về. Dạ. Nha. Tạm biệt con, cô đen. Rồi con tiếp tục đi bán đi rồi con.